Như bản LED trường học ở Pleiku bị đổi thành nội dung phản cảm, thủ phạm được xác định là học sinh. Ngày 23 tháng 11, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Gia Lai đang tiến hành làm rõ việc nhiều bảng điện tử LED ở các trường học trên địa bàn thành phố Pleiku bị thay đổi nội dung tục tiểu phản cảm. Vừa qua, trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh các bảng điện tử LED ở một số trường như trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng, đường Lê Duẩn và trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng, đường Đặng Thái Mai, cùng phường Thắng Lợi, thành phố Pleiku, bị thay đổi thành nội dung phản cảm tục tiểu. Ngay sau đó, các trường đã trình báo cơ quan công an vào cuộc xác minh làm rõ. Kết quả điều tra ban đầu xác định việc thay đổi nội dung tại bảng LED các trường đã xảy ra vào khoảng 10 ngày nay. Ban đầu xác định có một học sinh lớp 7 trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng là người tham gia vào vụ việc. Hiệu trưởng trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng cho biết qua làm việc, học sinh này trình bày rằng đã cài đặt phần mềm trên điện thoại, lấy được mật khẩu rồi thay đổi nội dung trên bảng điện tử các trường. Học sinh này cũng khai thêm còn một học sinh lớp 8 của trường khác tham gia vào vụ việc. Về nguyên nhân hành động của học sinh trên thì cơ quan công an đang làm rõ. Một số loại bảng LED chỉ cần điện thoại kết nối chung Wi-Fi với bảng LED thì người dùng có thể thay đổi thông tin bằng cách sử dụng một số ứng dụng để thay đổi trên điện thoại. Ông Nguyễn Đình Thức, trưởng phòng giáo dục đào tạo thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị chưa nhận được báo cáo nội dung cụ thể về vụ việc. Bước đầu xác định có 2 trường bị thay đổi nội dung tại các bảng LED. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.